theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trong vụ việc tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan, tức là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trưng cầu giám định chữ ký của cố nghệ sĩ theo yêu cầu của nguyên đơn. Theo kết luận giám định ngày 11 tháng 10 năm 2024 của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ viện khoa học hình sự Bộ Công an thì không đủ cơ sở kết luận chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi so với các tài liệu mẫu so sánh có phải là cùng một người ký ra hay không. Như vậy trường hợp tòa án đã yêu cầu giám định nhưng đương sự không đồng ý với kết quả giám định thì có được yêu cầu giám định lại hay không? Thạc sĩ Mai Hoàng Phước, giảng viên khoa luật, trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự thì đương sự có quyền yêu cầu tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị tòa án trưng cầu giám định nhưng tòa án từ chối. Bên cạnh đó, khi xét thấy cần thiết thì thẩm phán có thể tự mình ra quyết định trưng cầu giám định. Căn cứ khoản 5 điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự, việc giám định việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tranh án tòa án nhân dân tối cao theo quy định của luật giám định tư pháp do đó nếu không có các căn cứ này thì yêu cầu giám định lại của đương sự là chưa có cơ sở Cạnh đó, trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa đầy đủ, chưa rõ ràng hoặc có vi phạm pháp luật thì theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, tòa án yêu cầu người giám định giải thích kết luận giám định hoặc triệu tập người giám định đến phiên tòa, phiên họp để trực tiếp trình bày về các nội dung cần thiết. Thạc sĩ Mai Hoàng Phước cho biết thêm, để đảm bảo tính khách quan thì tòa án thường có thể xem xét, chấp nhận yêu cầu giám định lại của đương sự tại một cơ quan giám định khác. Trường hợp đương sự cung cấp thêm mẫu tài liệu làm cơ sở để đối chiếu so sánh với tài liệu cần được giám định thì đây là một yêu cầu giám định mới, độc lập với yêu cầu giám định trước đó thì có cơ sở để yêu cầu tòa án trưng cầu giám định theo quy định tại khoản 1, điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, người yêu cầu tòa án trưng cầu giám định có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định theo khoản 1, điều 160 Bộ luật tố tụng dân sự. Theo báo Tiền Phong, ngày 14 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp nhằm kiểm tra việc giao nộp tiếp cận chứng cứ và hòa giải vụ tranh chấp di sản thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, là em gái của nghệ sĩ Vũ Linh và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Tại phiên họp, tòa án cho các bên liên quan tiếp cận các tài liệu chứng cứ liên quan tới vụ tranh chấp như bản kết luận giám định có chữ ký của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn không đồng ý hòa giải và ký vào biên bản kết thúc cuộc họp. Hồ sơ vụ tranh chấp thể hiện rằng sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời vào tháng 6 năm 2023, bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện tranh chấp thừa kế với bà Võ Thị Hồng Loan. Phía bà Nhung yêu cầu tòa án trưng cầu giám định chữ ký của cố nghệ sĩ Vũ Linh tại văn bản giao nhận con nuôi và sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi. Bà Nhung cũng yêu cầu tuyên hủy văn bản và giấy tờ khai nhận di sản thừa kế của bà Loan đối với nhà đất tại số 5 đường đoàn thị điểm quận Phú Nhuận và hai quyền sử dụng đất tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Phía nguyên đơn cũng yêu cầu hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2025 đối với nhà số 5 đoàn thị điểm về nội dung sang tên cho bà Loan. Yêu cầu tòa án tuyên xác định toàn bộ di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh là tài sản thừa kế thuộc sở hữu của những người thuộc hàng thừa kế thứ hai. Phía Nguyên đơn cũng yêu cầu tòa án trưng cầu giám định chữ ký của cố nghệ sĩ Vũ Linh tại văn bản giao nhận con nuôi và sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi. Về phần bà Võ Thị Hồng Loan không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía Nguyên đơn. Bà Loan cho rằng bà là hàng thừa kế thứ nhất và đã giao nộp đầy đủ cho tòa án các tài liệu xác thực mình là con hợp pháp của nghệ sĩ Vũ Linh. Bà Võ Thị Hồng Loan phản tố yêu cầu Nguyên Đơn và con ruột của Nguyên Đơn là Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm. Ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can bắt tạm giam người mẫu Andrea iba còn gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây, Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Trí Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aiba bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cảnh sát, người mẫu Andrea Aiba bị bắt khi đang tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở thành phố Thủ Đức cùng với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Kiểm tra trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy ma túy do nữ người mẫu tàng trữ. Riêng ca sĩ Chi Dân bị cảnh sát bắt giữ tại một địa điểm ở quận Tân Bình cùng một số người khác, trong đó nam ca sĩ bị cáo buộc có vai trò tổ chức. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc bắt giữ những người nổi tiếng trên nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phương châm không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đã truy xét xử lý triệt đề các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, cơ quan điều tra đã triệt phá gần 500 đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can, xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện hơn 200 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Nhà chức trách xác định các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin liên quan đến vụ bắt ca sĩ tri Dân, cô Tiên Trúc Phương, người mẫu An Tây, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, chiều ngày 14 tháng 11, công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ hành vi của nhóm bị can gồm Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989, Nguyễn Thị An, tức người mẫu diễn viên Andrea E3 hay An Tây, sinh năm 1995, Nguyễn Đỗ Trúc Phương, tức cô Tiên Trúc Phương sinh năm 1994 và đang điều tra truy xét mở rộng vụ án. Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Chi Dân cùng người mẫu An Tây, cô Tiên Trúc Phương thừa nhận hành vi phạm tội, trong đó ca sĩ Chi Dân tỏ ra hối hận về việc dùng chất ma túy và gửi xin lỗi đến người hâm mộ. Ca sĩ Chi Dân nhắn nhủ, tôi suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình, tôi gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi. Tôi gửi tới tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là những người đang có dự định dùng thử chất ma túy hoặc đã sử dụng chất ma túy, nên từ bỏ ngay. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 16 tháng 3, công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị triệt phá chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây, công an tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, lần theo dòng chảy ma túy, đời khui từng vào bọc của các ông chùm ma túy. Qua đó, công an triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên quận huyện, lên tỉnh, thành phố, khởi tố thêm 630 bị can. Kết quả đấu tranh chuyên án cho đến nay, công an đã triệt phá gần 500 đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can, xử phạt hành chính, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Đồng thời, công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng phương châm không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong số đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.